Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái loại thức uống, đó là nước me nha các bạn. Thì nước me ngoài có tác dụng là giải khát ra thì nó cũng rất là bổ dưỡng nha các bạn. Nên là hôm nay mình quyết định mình làm một cái loại nước đá me ha, để mình hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Thì đầu tiên mấy bạn chuẩn bị me cho mình. Mấy bạn tách vỏ ra, tách vỏ ra và lấy cái phần sơ nó ra ha các bạn ha. Và mình không cần lấy hạt đâu cũng được ha. Rồi đây là mình sử dụng me này là me Thái nè, nó không có chua lắm ha, nó ngọt ngọt chua chua. Rồi và mình chuẩn bị đường cát nha các bạn ha, đường cát. Và nước me thì không thể nào mà thiếu đậu phộng nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ để chuẩn bị còn nước sôi nữa nha các bạn. Còn nước sôi nữa, mình đang đun nước đợi nước nó sôi ha. Nước sôi, khi mà nước nó sôi á thì mình sẽ cho me vào đây. Bao mình chỉ làm một ly này để mình uống và mình sẵn mình hướng dẫn mấy bạn luôn, nên là mình sẽ không có làm hết cái phần me này nha các bạn. Mình chỉ làm một ít thôi ha. Còn phần đậu phộng này á, thì mình sẽ làm hết. Nếu mà có dừa sấy á mấy bạn thì mấy bạn cho vô rất là ngon ha. Nước của mình nó đã sôi rồi thì bây giờ mình sẽ cho me vào ly nha các bạn. Mấy bạn cho một phần me nha. Rồi mình để đây, một lượng me này của mình á, mình có thể sử dụng được hai lần nữa ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước mình đun sôi vào nha các bạn. Mục đích của mình chế nước sôi á, là để cho cái phần me của mình á mấy bạn, nó sẽ tan ra ha. Đó. Cho bao nhiêu đây? Khi sau đó mấy bạn dầm nó ra. Giống như là mấy bạn pha chanh muối vậy á, mình cũng phải dầm chanh muối ra ha. Nhưng mà chanh muối của mình làm á thì nó đã rượu rồi, nên là mình có thể chế nước lạnh. Còn me á, mấy bạn chế nước lạnh thì nó hơi khó dầm ra nha. Đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái muỗng nè, mình dầm. Cảm nhận cái mùi me nó thơm ghê luôn á mấy bạn. Rất là thơm ha. Mấy bạn dầm sau đó mấy bạn sẽ cho hết vào ly luôn, chứ mình khỏi cần lấy hột ra ha. Một lát nữa mình uống á, mình sẽ lấy hạt ra. Đó. Rồi, công nhận mình đứng mình quậy thôi mà mình rất là thèm luôn. Đây, mời mấy bạn nha, mình thử. Me Thái á, cái vị ngọt của nó nó ngọt ngọt chua chua, rất là ngon. Ngon quá. Mày hái mấy bạn ăn xong cũng ngon nữa ha. Còn mấy bạn làm nước thì có đá nữa, mình uống nó ngon hơn. Rồi sau khi mà mấy bạn dầm me nó tan ra rồi á, mấy bạn sẽ cho đường vô nha. Đây, mình sẽ cho đường vô. Thì cái bước cho đường này á thì tùy vào các bạn uống ngọt hay là uống uống lạc ha. Tại vì có nhiều bạn á thì không có uống ngọt được. Còn mình dân miền Tây mà, nên là rất là thích ngọt, thích béo ha. Đó, sau đó thì mấy bạn sẽ đánh nó tan lên. Đây là mình sử dụng me Thái á mấy bạn, nên là mình cho đường hơi ít. Còn nếu mà mấy bạn mà sử dụng me bình thường á, me chua, thì mấy bạn cho đường phải nhiều ha. Chứ nếu không, với lại cho me nó ít đi, nếu không là nó rất là chua. Nên là đây mình thử nha. Nó ngọt rồi. Cái này đậm đặc luôn á mấy bạn. Rồi sau kế tiếp thì mình sẽ cho cái phần đậu phộng vô nha các bạn. Đó. Ừ.
có một ly me rồi nè mấy bạn. Ly me, nước me đường đậu phộng ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần này nè vô cái ly này nha các bạn, để cho nó dễ uống với lại là nó đẹp mắt ha. Để mình đinh qua mình cho nó vô hết. Tại vì mình lấy cái ly này á, các bạn biết sao không? Cái muỗng nó vừa cầm nè, mình quậy nó dễ. Còn cái ly này cái chiều cao nó cao quá, cái mình khó quậy, nên là mình mới lấy cái ly này ha. Rồi bây giờ thì bước cuối cùng là mình cho đá vô và mình thưởng thức nha các bạn nha. Đó. Của mình mấy bạn nên quậy nó ít nước đặng cho nó đậm đặc ha. Của mình nó rất là đậm đặc luôn. Đây. Rồi mình sẽ cho ống hút vô và mình thưởng thức nha các bạn. Và đây là thành quả của mình nãy giờ ha. Rồi bây giờ mình mời mấy bạn cùng uống nước đá me với mình nha. Rồi rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Nghĩa Miền Tây. Và xin chào, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.